Thưa quý vị, tối qua 11 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024. Giai đoạn 2019-2024, mặc dù còn không ít khó khăn, đặc biệt là những thời điểm thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đại dịch COVID-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Song, dưới sự nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, công tác khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được triển khai toàn diện, có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh. Từ phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, trong đó có nhiều tập thể cá nhân được Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều nhân tố mới, cách làm sáng tạo. Phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tại buổi giao lưu, các điển hình tiên tiến đã trao đổi, chia sẻ nhiều mô hình, kinh nghiệm, cách làm sáng tạo hiệu quả. Các điển hình tiên tiến là những tấm gương về tinh thần nỗ lực vượt khó, gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết yêu thương đồng chí đồng đội, đoàn kết quân dân và có nhiều sáng kiến sáng tạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững mạnh, làm sáng đẹp hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Theo kế hoạch, sáng nay 12 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024. Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác điều tra tháng 6 năm 2024. Trong tháng 6 năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra hai cấp đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, triển khai đồng bộ tổng hợp các lực lượng, quyết liệt nhiều giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực trong tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được ổn định, không phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Cụ thể, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, giảm 152 vụ so với cùng kỳ. Kết quả điều tra khám phá 504 trên 655 vụ, đạt tỷ lệ 76,9%, vượt chỉ tiêu 75%. Lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu phát hiện, bắt giữ, giảm 31 vụ. Tội phạm về ma túy bắt giữ 149 vụ, khởi tố 117 vụ, 199 bị can, tỷ lệ giải quyết 78,5%. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kế hoạch công tác để tập trung thực hiện. Lực lượng cảnh sát điều tra hai cấp tổ chức tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tăng cường tuyên truyền phổ biến phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm trong nhân dân để nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp hè năm 2024, Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè thành phố Long Xuyên và các phường xã đã và đang tổ chức các hoạt động phong phú sôi nổi hướng đến chăm lo giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Các chương trình thiết thực, ý nghĩa đã và đang tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích giúp các em tránh xa những thói hư tật xấu, phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội sau này. Đến với phường Mỹ Hòa trong những ngày này, chúng ta sẽ cảm nhận được không khí rộn ràng của các lớp học Anh văn, lớp dễ miễn phí do Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè phường tổ chức. Với thời lượng 12 buổi cho mỗi lớp học, trong đó lớp Anh văn diễn ra vào buổi sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần. Lớp dễ diễn ra vào buổi sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 trong tuần và được khai giảng từ đầu tháng 7. Đến nay, các lớp học nhận được sự ủng hộ tích cực của các em học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi, từ lớp 1 đến lớp 5, thuộc các phường Mỹ Hòa, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên đăng ký tham gia. Dạ, con rất thích dễ cái lớp học này miễn phí này. Con rất thích tại vì được con được biết thêm nhiều bạn hơn và dễ được đẹp hơn. Dạ, con còn thấy thích, con có thích môn Anh văn vì nó đem lại cho con rất nhiều kiến thức và có thể giao tiếp với những người nước ngoài và có những trò chơi rất thú vị. Dạ, con được học miễn phí tại hè. Con rất vui vì nơi này giúp con tiếp thu thêm nhiều kiến thức và là quen được rất nhiều bạn bè. Bên cạnh việc nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các em thiếu nhi trong và ngoài địa phương, các lớp học miễn phí còn tạo ra những sân chơi lành mạnh bổ ích.
đồng thời rèn luyện cho các em ý thức tự giác học tập, bồi dưỡng kỹ năng cần thiết, tạo điều kiện cho các em phát huy năng khiếu, sở trường sẵn có. Kế hoạch sinh hoạt hè của phường tổ chức thì ngầm từ tháng 6 đến tháng 8, thì trong đó có mở các lớp như lớp bơi, lớp vẽ và lớp anh văn. Thì các lớp này nhằm bổ dưỡng hỗ trợ cho các bé là về kiến thức cũng như là kỹ năng năng khiếu, cho các bé hỗ trợ thêm trong học kỳ sắp tới cũng như là mầm non tương lai của đất nước. Và hơn thế nữa thì nhằm để cho các bé tránh xa điện thoại thông minh vào những dịp nghỉ hè như thế này, và giúp cho các bé học hỏi, học tập kinh nghiệm cũng như là tạo điều kiện vui chơi cho các bé trong dịp hè, đồng thời phát huy vai trò của địa phương là chăm lo cho các em thiếu nhi. Một mùa hè vui tươi, bổ ích với các hoạt động phong phú, sôi nổi lại đến với thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Hiện nay, bên cạnh các lớp văn hóa, năng khiếu hè, các hội thi, hội diễn, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều hoạt động chăm lo đang được tổ chức rộng rãi khắp các địa phương. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân và toàn xã hội trong việc quan tâm chăm lo, giáo dục trẻ em mỗi dịp hè về, góp phần xây dựng thế hệ thanh thiếu nhi thành phố Long Xuyên vừa hồng vừa chuyên, xứng đáng là thế hệ mầm non tương lai của đất nước.